Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 23 tháng 10 năm 2024. Hôm nay em đang có mặt tại Bình Lục, Hà Lan để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 20 kW. Hôm nay em lắp là con Sun 20K SG05. Đây. Hôm nay thì chỉ nâng cấp. Đây là hệ thống cũ của khách hàng đang chạy là 12 kW và 4 quả pin 100. Hôm nay sẽ thay hai con tủ điện này và thay con biến tần này xuống. Con ATS cũ của nó ATS 100 nhé. Hôm nay bên em sẽ thay thành ATS 250A. Đây là mẫu 250. Thay tủ điện. Đây là cái hệ thống cũ của khách hàng này, sử dụng đồ của ETEC. Dây đây. ATS này loại 100, bên em sẽ thay tủ mới và ATS mới là ATS 250. Dây điện vào điện ra của khách hàng này. Em sẽ đấu thành hai tổ chứ không đấu một tổ như thế này. Con máy đai ơ cũ của họ này, 12 kW nhé, công suất đang chạy này. Đây phần bên em sẽ đấu tay tủ đây. Hôm nay trời nắng đây, làm đây rất là mát, ngay tầng 1 luôn. Rất chi là mát. Rồi thì tí em hạ xuống rồi sẽ quay cho mọi người xem. Đây hiện tại thời điểm này là 5 giờ này. Bên em đã hoàn thiện phần tủ điện này. Át hòa lưới này, át backup này, cắt set 80A này. 80KA nhé. Tủ này thì đang bó lốt này. Máy bên tần này. Hiện tại là tải đang sử dụng là 12 kW này. Đang cho làm bao quy một chút. 3 pha này. Điện mặt trời lúc này còn thấp lắm. Điện mặt trời lúc này còn có mấy trăm watt, 600 hơn 600 watt. Dây thì bên em sử dụng là dây 16 nhé. Đây dây quy thì là dây theo dây cũ của khách hàng đã có sẵn là dây 4AVKG. Con máy này tải được thì phải chạy rơi 2 dây 2AVKG mới được. ATS là 250 nhá, rất là to nhá cả nhà nhá. Đây hiện tại tới thời điểm này là chính thức bên em đã xong và bàn giao cho khách hàng. Hệ thống năng lượng mặt trời là biến tần 20kW 3 pha của hãng Dyer. Tủ ATS đảo điện 250A, át AC 100A. Và ADC 32A đây. Cái này là làm dự phòng nhé. Làm dự phòng. Đây dây dợ bó xong rồi này. Đấy. AD này là AD 100A. Đây AD 100A. Cắt xét thì bên em sử dụng cắt xét 80KA nhé. Để cho công suất lớn để bảo vệ biến tần tốt hơn. Còn ở đây là một xưởng do công suất rất lớn nên sử dụng cái ATS là 250A này. 3 cái CT bám tải cho 3 pha kia. Chỗ này để lắp một con mất pha ở đây nữa. Nhưng mà coi hiện tại con này chưa lắp. Và đây biến tần đây. Biến tần thì bên em sử dụng toàn bộ là dây 16 hết nhé. Dây giao tiếp này, dây cho 3 pha này. Dây vào thì sử dụng dây 4AVKG sẵn có của khách hàng. Tải này. Tải đang là 16kW. Tổng tải là 14kW. Đang cho lạp lưới à, đang cho lạp thực hiện lưới. Rồi nó như vậy thôi. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên em, số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.